Chỉ ngồi thêm ra vô muối rồi được rồi. Ăn luôn ở đây đi, đúng đem về. Nãy giờ quay nha, bây giờ mới quay thật sự nè. Hai bữa xô. Đây là muối bỏ vô cái trứng đó. Xong đây là giấm nè. Còn đây là ớt. Chị đưa nhiêu? Đúng rồi. Thì mỗi trứng 20. À 40 hả? À, okay. Đây là cách ăn trứng của người Philippines nha, hay không? Okay. Đơn giản hơn, không có rau rồi mình ai cứ mình quen rồi. Con này nhanh còn này rẻ. Wow. Alex. Chúng ăn thử không?